Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 3 tháng 10 đến 5 tháng 10, Văn Nghệ Sĩ là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk hoạt động trong các ngành âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn thơ, sân khấu, điện ảnh đã tham gia trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2023 tại huyện Krông Búc. Từ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ sẽ khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật, sáng tác ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Trại sáng tác văn học nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được thâm nhập thực tế, tìm hiểu sáng tác các tác phẩm phản ánh truyền thống cách mạng, quá trình phát triển đổi mới và hội nhập của huyện Krông Búc, góp phần động viên cổ vũ phong trào lao động sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự của cán bộ chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời giới thiệu quảng bá cho nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu hơn về vùng đất, con người huyện Krông Búc trong quá trình hình thành và phát triển. Qua đó tuyển chọn những sáng tác mới về huyện Krông Búc để sử dụng trong các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Nội dung sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh truyền thống cách mạng, quá trình phát triển đổi mới và hội nhập của huyện Krông Búc tập trung vào một số thể loại thuộc các loại hình âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thơ, phim. Để sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm chất Tây Nguyên nói chung và huyện Krông Búc nói riêng, những tác phẩm mang sự chuyển mình đổi thay từ vùng đất đỏ Ba Gian, nơi gắn liền với bản sắc văn hóa truyền thống của người Ê Đê, các văn nghệ sĩ đã được trải nghiệm thực tế đời sống của nhân dân địa phương, như thăm mô hình rượu cần tại Buôn Chư Mờ Tao, hợp tác xã Mây Che Đan tại Buôn E Pông, xã E Xin. Qua các điểm đến, đoàn văn nghệ sĩ đã tìm hiểu về phương thức ủ rượu cần truyền thống, cách thức để có một hũ rượu cần ngon, đậm vị. Cùng với đó, các nghệ nhân sẽ thể hiện tài khéo léo của mình qua tác phẩm mây che đan như gùi, rổ rá hay giò đựng rượu cần. Là một cái nhà văn sống và viết ở thành phố, cho nên là được về cái vùng thôn quê của huyện Krông Búc, đặc biệt là hôm nay được đến cái chỗ nơi mà sản xuất cái rượu cần đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê Đê thì thấy rằng là rất là thú vị ở chỗ là được quan sát, được xem cái quá trình làm ra cái rượu cần, từ bắt đầu làm men từ một cái cây lá rừng rất là quý hiếm cùng với cái giềng rừng, rồi là làm thành men và chế biến cái rượu cần rất là đặc sắc, và tôi thấy rất là thú vị. Cũng đã được uống rượu cần nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì được quan sát và biết được là cái ngọt lành của cái rượu cần mang cái chất liệu của núi rừng Krông Búc. Cùng với đó, các thành viên trong hội văn nghệ sĩ đã được trực tiếp trò chuyện với bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã E Xin, như truyền thống lao động sản xuất, đời sống hàng ngày, tìm hiểu về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã. Sự đoàn kết, yêu thương nhau, cùng giữ gìn nét đẹp truyền thống của địa phương, chung tay xây dựng địa phương, bảo vệ vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, đoàn còn được đi thăm thác nước Ebre, nằm cách trung tâm xã khoảng 1 km. Đây là thác nước tự nhiên với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, có hệ thống rừng nguyên sinh với những gốc cây cổ thụ ngay bên cạnh dòng thác. Các văn nghệ sĩ đã cùng nhau chụp hình lưu niệm để giữ lại cho mình những hình ảnh cảnh sắc đẹp nơi đây. Có lẽ thác Ebre sẽ là một trong những nguồn cảm hứng sáng tác nên những bản nhạc hay, những bức ảnh nhiều màu sắc ấn tượng núi rừng. Tôi rất là cảm ơn ban tổ chức lãnh đạo huyện Krông Búc cùng với lại hội văn học của Đắk Lắk đã tạo cho anh em nghệ sĩ một chuyến sáng tác. Rất cảm ơn anh em của địa phương và tất cả những thành viên của đoàn Krông Búc đã cho chúng tôi được đến đây và được chiêm nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi đã được đến thác này, rất là hùng vĩ và rất là đẹp, và tôi cảm thấy là rất là háo hức và có một cái gì đó hoành tráng và thiêng liêng lắm. Nên là tôi rất là hăng say mê để có những tác phẩm đẹp nơi đây. Rất cảm ơn ban tổ chức của huyện Krông Búc đã tạo điều kiện cho anh em văn nghệ sĩ là có những cái giây phút rất là cảm xúc về cái dòng thác nơi đây. Rời xã E Xin, đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đến với xã Chư Né, gặp gỡ trò chuyện với các nghệ nhân, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chư Né. Là địa phương có nhiều nghệ nhân đánh chiêng, nghệ nhân hát ây rây, đặc biệt là chế tác các nhạc cụ dân tộc độc đáo của người Tây Nguyên như chiêng gram, đinh năm, đinh put,
đã góp phần lưu truyền, gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc, hòa mình với đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Ê Đê như canh cà đắng, cà giã, canh bột, những món ăn dân dã, bình dị gắn liền với những bữa cơm trên nương, trên rẫy của người Ê Đê đã trở thành một phần không thể thiếu khi đến với xã Cư Né. Nghe chiêng Tây Nguyên, nghe hát Tây Nguyên thì mỗi lần nghe lại thì mỗi lần cảm xúc khác nhau. Và cứ mạnh mãi như thế, cứ nghe càng nhiều càng thấy lạ. Thì ở Cư Né cũng vậy. Tôi đến lần thứ hai nhưng mà đến lần thứ mấy rồi cũng muốn nghe nữa. Đây là một cái đặc điểm của đồng của văn hóa Ê Đê, đặc điểm rất lạ, nó được có một chiều sâu thẳm. Ví dụ chiêng chẳng hạn, thì nó là một sự hòa điệu, một sự trồng âm, một sự hòa âm, nó rất là sáng tạo, rất là bác học. Mà cái này không phải một thời gian hay một người nào mà sáng tạo được. Và đây là một quá trình của lịch sử, bị đúc kết được chương chiêng nó là như vậy. Cho nên là cảm nhận của nó là càng ngày càng sâu sắc. Và nói hơi nói đùa một tí, tức là có ai nói là khi mà gặp được một cô gái đẹp của Ê Đê là càng gặp càng nồng nàn, càng muốn gặp nhiều hơn, không bao giờ muốn chán. Qua đợt sáng tác lần này, mình thu nhận được là thích được là giai điệu cồng chiêng của người Ê Đê, chiêng cà ram, chiêng cà rạ. Và mình đã đang có ý tưởng là muốn là trong cái giai điệu cồng chiêng đó, mình truyền ý tưởng để sáng tác về núi rừng, về sông suối. Tiếng chiêng mình nghe thì giống như là tiếng đồng hát nhảy nhịp đá, tăng tinh tăng tinh tăng. Tiếng chiêng giống như tiếng chiêng cà ram, giống như tiếng gió rì rào. Mỗi khi mình đi rừng, mình là người đam mê về núi rừng nên mình hay đi rừng. Chuyến đi lần này đối với mình là bổ ích. Để được trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo tại Krông Búc, các văn nghệ sĩ đã có dịp giao lưu đêm lửa trại với cán bộ nhân dân xã Chư Né. Tại đây, đoàn nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đã trao 5 suất quà cho người có uy tín tại Buôn Thiếm 1-2. Ngân hàng BIDV, phòng giao dịch chi nhánh Bưng Đờ Rang đã trao 20 phần quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại Buôn Thiếm 1-2, xã Chư Né. Tại đây, cán bộ và nhân dân xã Chư Né đã được hòa mình vào những điệu múa xoang, diễn tấu cổng chiêng, nghe nghệ nhân hát ây rây, trình diễn lễ kết nghĩa anh em, thưởng thức rượu cần bên ánh lửa bập bùng, khung cảnh như tái hiện lại lễ hội của người Tây Nguyên xưa. Song song với việc trải nghiệm những hoạt động truyền thống, đoàn văn nghệ sĩ đã được đi thực tế, tìm hiểu và sáng tác các mô hình nông nghiệp, gặp gỡ tiếp xúc với thanh niên tiêu biểu và tham quan mô hình nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện, các gương thanh niên khởi nghiệp. Đây là hoạt động trải nghiệm với thế hệ trẻ, mang hơi thở hiện đại của một thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá bản thân để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đoàn cũng đến thăm cơ sở thu mua, đóng gói sầu riêng tại khu công nghiệp, một trong những hoạt động kinh tế mới mang lại giá trị cao cho người nông dân và người hoạt động thương mại tại địa phương. Tham quan Farm 1984 tại xã Tân Lập là một địa điểm du lịch hiện đại và mang đậm giá trị truyền thống. Farm 1984 với những thiết kế gần gũi thiên nhiên, truyền thống của người Ê Đê, với những vật dụng gần gũi, đời sống hàng ngày của người địa phương. Farm 1984 như một bảo tàng Tây Nguyên thu nhỏ giữa huyện Krông Búc. Chúng tôi ấp ủ rất nhiều những chuyến đi sáng tác về các huyện, thị xã trong thành phố của năm nay. Thì trên cái đà là từ đầu năm đến giờ thì Hội Văn Học Nghệ Thuật cũng tổ chức được các chuyến đi về với Buôn Đôn, về với E Hè Leo, về với Lắc và đến bây giờ thì về với Krông Búc.
Nhưng mà thật sự đến giờ phút này và khi đi về với Chromebook thì tôi cảm thấy rất là bất ngờ và rất là sung sướng. Có rất nhiều những điều thú vị trong cái việc là được tiếp xúc với bà con và được tận mắt trải nghiệm cũng như là được trao đổi với bà con. Thì chúng tôi cảm thấy là tại sao mình không về đây sớm hơn, vì có quá những cái điều thú vị và quá những cái điều hấp dẫn ở vùng đất này, kể cả những đội cồng chiêng, kể cả tiếp xúc với những người nghệ nhân và cũng như gặp bà con ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những tiền đề để văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk sẽ tiếp tục có những cái chuyến đi về với huyện Chromebook và về thâm nhập sâu hơn và lâu hơn để tìm hiểu về đời sống của bà con và cũng như là văn hóa của huyện. Trại sáng tác văn học nghệ thuật, nơi tạo không gian, môi trường sáng tác thực tế, đầm ấm, thắp lên ngọn lửa cảm xúc cho văn nghệ sĩ, để từ đó có những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng cũng như chất lượng nghệ thuật, đáp ứng sự phát triển đổi mới của đất nước, nhu cầu của công chúng. Sự gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ văn nghệ sĩ tại trại sáng tác cũng tạo nên nhịp cầu nối để các văn nghệ sĩ trao truyền tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần mạnh mẽ chống lại các luận điệu sai trái, từ đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sau những ngày tham gia trại sáng tác là những ngày tiếp lửa đam mê cho văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ hứa hẹn những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc sẽ nhận được sự yêu thương và đón nhận của công chúng.